là cái gì. Rồi ngay bây giờ xin mời nhận xét từ ban giám khảo cho thí sinh duy nhất của đội chị Diệp Thanh Thanh. À, kính thưa quý vị, đặc biệt quý vị đang xem livestream, đáng lý là có 3 thí sinh lận, nhưng mà thì chị Thanh mà bị bệnh hả, chứ không phải ta mượn nợ, ta sợ bà mượn nợ ta bỏ trốn hả? Dạ rồi, mời micro cho trước khi mà nhận xét từ ban giám khảo thì mời chị Nhung sẽ giới thiệu về bản thân mình một chút xíu ha. Tên tuổi và mình đang làm việc gì ạ? Vâng, em tên là với người danh là Vũ Cẩm Nhung. Hiện tại thì em cũng là một nghệ sĩ của Loto trong những năm gần tới đây, ít những năm sau này. Vâng, và em hiện đang ở Long Xuyên, tỉnh An Giang. Là chị đang hoạt động một đoàn ở Long Xuyên hả chị? Vâng, và hiện tại thì bây giờ thì tháng mưa cho nên là Cẩm Nhung không có hoạt động cộng tác cho toàn đầu hết. Hiện tại là Cẩm Nhung cũng là một người hát tự do. Em cảm ơn chị Nhung nhiều. Và bạn nghe bây giờ xin mời chị Quyền. Chị Quyền. Chị nghe. Nhận xét má. Xin chào Cẩm Nhung. Thì Cẩm Nhung đã nói là người đi hát lô, từng đi hát lô tô, nên Cẩm Nhung có phần cứng kêu lô tô, cũng như là có một giọng hát rất là cao. Chị rất là thích cái giọng hát của Cẩm Nhung. Nhưng mà nhớ nha, cái này chị nói để góp ý, mình hát mình bớt duyệt. Yeah. Cứng là cứng trong cái nghề hát đó các em. Em hiểu không? Em đừng có hiểu nông cạn như vậy nha Vân nha. Không em phải vậy. Tại vì mình đầu óc IQ nó đúng rồi. Bây giờ quả là một thôi. Đúng, mình nói nhưng mà người ta nghĩ tốt là mình bán hết vé, mình hãy nhận xét người khác em nha. Nha. Ok, lăn nách trước khi đi bán vé, ok. À, xin mời chị. Mình đã từng đi hát thì cái phần biểu diễn của em là thuyết phục chị trong chương trình đêm nay từ đầu đến bây giờ. Mình có thanh có sắc nè, nhưng mà đi hát á chị nhớ chị xin được góp ý tí xíu, ví dụ như mình bớt di chuyển lên tí xíu để mình có cái cột hơi vững chắc để những cái lúc mà mình lên cao mình không bị đuối và mình không bị giới. Cái đó là cái phần kinh nghiệm của mình, tại vì nhiều cái bài hát đâu phải là cái lúc nào nó cũng phải thấp hoặc là nó vừa vừa với mình đâu, nhiều khi nó có phải có những lúc mà cao trào nó chỉ có cao một chữ thôi, nhưng mà nhiều khi mình di chuyển nhiều cái cột hơi mình không có chắc. Cảm ơn em. Một tiết mục đối với chị là chỉnh chu nhất. Cảm ơn chị là Kim Quyền. Rồi ngay bây giờ chúng ta cùng đến với chị Dạ Thảo. Xin mời chị. Chào Cẩm Nhung. Chào anh Khanh. Anh Thanh. Anh Thanh. Là dạng ai à? Sư. Mấy tiếng chị Quyền nói hết mấy cái lời mà Thảo muốn nói với lại Cẩm Nhung rồi. Với lại là Nhung đã có đi hát lô tô rồi cho nên cũng có kinh nghiệm. So với những bạn khác thì có lẽ là sẽ cứng hơn nhiều, nhưng mà vẫn là ok. Dạ, cảm ơn chị Thảo, rất là ngắn gọn. Bởi vì sao? Bởi vì thí sinh của chúng ta là một trong những nghệ sĩ đang hoạt động luôn rồi thưa quý vị. Cho nên là phần thi diễn dĩ nhiên là nó sẽ tròn trịa hơn. Nhưng mà không vì thế thì chúng tôi sẽ có sự ưu ái riêng. Bởi vì như quý vị đã thấy trong những đêm thi trước, có những thí sinh, dạ, cái duyên sân khấu lớn hơn vẫn được vào vòng trong như thường. Lộ ơi, dạ. Bây giờ chị hỏi nè, Nhung ơi, nếu mà như em được tiếp tục vào vòng trong cũng như là tiếp tục được cộng tác với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời thì mình có bỏ hết tất cả những công việc đoàn ở dưới, mình thu xếp, mình về Sài Gòn, mình cộng tác với đoàn không? Cái đó là chị hỏi thật sự nha. Dạ thưa chị, em cũng sẽ trả lời thật lòng với em luôn. Là một khi em đã đến đây để tham gia cuộc thi này thì ước muốn của em là sẽ bỏ hết tất cả để cộng tác với đoàn Sài Gòn Tân Thời. Dạ chị. Rồi cảm ơn em. Dạ. Nếu mà có câu nói này thì đoàn sẽ luôn mở rộng vòng tay, cũng như tất cả khán giả ở đây nè sẽ được chào đón em nha. Chúc mừng em được lọt vào vòng trong. Cảm ơn chị Cẩm Nhung đó nha. Chưa chấm mà má. Chúc mừng thôi bà nội. Ok. Trời ơi, nói em sao vậy? Vui vẻ không quạo? Cảm ơn chị. Cười coi. Kính thưa quý vị, và trước khi đến với thí sinh tiếp theo từ đội chị La Kim Quyền, chúng ta cùng dò số quý vị nha. Rồi quý vị chưa có vé giơ tay giùm em. Nhi dưới kìa cưng ơi. Hey, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ ai chưa có vé hãy đầu tư liền vào lá vé trên tay quý vị nha. Và chúng tôi đang được chào đón Mỹ Thảo Nhi và mày nói nát tên gì mày quên rồi. Thôi nát tên gì? Phi Thanh Chân thưa quý vị. Dạ em chỉ nhớ cái hương đó thôi quý vị. Dạ em thơm lắm bán đi dân. Mỹ gì đà Mỹ sau lưng rồi má. Mỹ gì đà xuống gì đà Mỹ gì để trở lại đây. Trở lại đây mà nghe chữ số Mỹ gì đà Mỹ gì đà. Phía trên này có cầu ơi.
mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây số gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây số trời Phật ơi trời gớt cái đầu xuống cống luôn rồi trời Phật ơi tại sao cái tóc giả mày lắc ngay phút đó là ngồi đem về là tôi chùi nồi luôn chứ làm gì ăn nữa mấy gì ra rớt vô cái đầu lẩu luôn rồi mấy gì ra số gì đây mấy gì ra mấy gì ra mấy bán đi má ơi mấy gì ra trời Phật ơi rồi luôn cái tóc nó kẹp rách rồi nó mượn của đứa nào vậy chết rồi đứa nào cho nó mượn tóc giả xui luôn tư mấy gì ra ê mấy gì ra go mấy gì đây có mấy gì ra mấy gì đây có mấy gì đây hai gì đây có hai gì đây hai gì ra hai gì đây có hai gì ra hai gì ra nhìn nụ cười của em đẹp tựa như đóa hoa xuân rơi nụ cười tự sự cái gì vậy thôi đổi bài mất cảm xúc mấy gì đây à mấy gì đây có mấy gì đây hai gì đây có hai gì đây hai gì đây hai gì ra hai gì đây có hai gì đây hai gì ra có hai gì đây hai gì ra có hai gì đây hai gì ra hai gì đây có hai gì đây hai gì đây còn hai gì đây hai gì đây à hai gì đây à hai gì đây à mấy gì đây số gì cây số gì cây mấy gì đây có mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra có mấy gì đây mấy gì ra mấy gì ra có mấy gì ra hơi quý anh thôi đừng thương đừng tiếc chuyện đành cam dặn dỡ hẹn thề cầu đoàn trường kia đấy anh xuyên mang đàn đừng gì ta cố thân đo đài hẹn nhau kiếp gai xin có nhau xung dày 27 27 mấy gì ra số gì ra mấy gì ra cầm dao sẽ ít ít muối mà nhiều cơ tại em lặng chứ em đàng hoàng ai dám rẻ kinh còn số chín mấy gì ra số gì ra số gì ra số gì ra số gì ra gió đâu đến lạnh buốt cả tâm hồn dần hồng sáng soi không làm rạng ấm côi lòng đại đại ơi anh nói tình chúng lương ngàn năm gió mưa đắng cay không làm bồi xóa tình ai năm mươi hai số gì đây cây số gì đây số gì ra cây số gì ra số gì ra hai gì đây cái hai gì đây hai gì đây hai gì đây bốn phương trời ta về đây ăn khoai công phân kia cụ ngăn cụ dài cùng nắm tay ta kết đoàn mà thân ai chào cho nhau cái cũ mà khoai hư chào cho nhau cái cũ mà khoai hư 24 tôi đã con mây số gì đây dừng dặn đôi phút nghe lòng băng khoăn dấn dương chàng ơi đâu tưởng ta tha thiết yêu nói sao bây giờ khi mình cách xa những em còn nhìn mình không sao tròn tơ duyên mong ai trầu cao dân trên sông đường bản ân nay đành cam 48 mấy gì đây số gì đây số gì đây nàng đã cho yêu một chàng nghệ sĩ tình hỡi ơi tình chàng đã có gia đình người đây quy chế cho tình đó như là do với chồng em ta riêng mình không thành như bao cô nàng thất tình nàng khóc một mình còn số chín kêu rồi hả đã như số 9 rồi. Ok, giờ bây giờ số 6 nha quý vị nha. Còn số 6 thì còn số 6 mấy gì đây, có mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra, có mấy gì đây, mấy gì ra. Mấy gì đây, có mấy gì ra, mấy gì ra. 8 ơi, 8 nhiều chuyện, cái mà nhiều chuyện. Ơi 8 ơi vô duyên, hơi bị vô duyên. Con ngựa có sừng căng cuốc mà trổ bông.
mèo gái chuột bay chuyện đâu mà nói có, nắng mưa vui buồn đen trắng mà thị phi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì, đừng để bà con cô bác chê cười là còn 60, còn 60 thì còn 60, còn 60, còn 60. Số gì đây, cái số gì ra, số gì ra, cái mười gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Bà mẹ Việt Nam anh hùng dũng cảm, còn 18, còn 18. Có cách nào giết nhỏ đó chứ? Thưa quý vị, và con số may mắn của 10. Kinh rồi má ơi, đừng quay. Kính thưa quý vị, con số may mắn 18 đoạt giải quý vị nha. Chúc mừng anh. 18 vừa kêu qua. Có 1. 24. Có 2. 60 tròn. Có 3. Số 6. Hợp lệ. Dạ, 119 hợp lệ. Xin chúc mừng anh. Và còn ai may mắn trúng thưởng, bước lên sân khấu nhận thưởng giùm em ạ. Rồi chúc mừng em trai nha. Rồi 18, 24, 60 và số 6 y chang 131 đoạt giải. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi bắt đầu phục vụ dòng loại đặc biệt, mỗi lá vé là 20.000 đồng. Và tặng phẩm được trao tặng cho tất cả quý vị là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. À, kèm theo đó chúng tôi có tặng quý vị một vé tặng ở trên...